Rồi, hôm nay rất là vui đón tiếp bạn. Bạn tên là gì nhỉ? Em Trung ạ. Tiếp bạn Trung, Trung CH hay TR đây? TR. Trung TR rồi. Vâng. Bàn giao cái con Alienware M16. Cái con này cấu hình thì tí nói sau đi. Cái con này thế làm sao mà Trung biết đến Hà Nội Lab? Thực ra thì em tìm hiểu Hà Nội Lab và đến mua hàng Hà Nội Lab này là thứ ba rồi. Ừ. Em lần đầu tiên là năm 2017. À. Đấy thì lúc đó em đặt cấu hình con M17 G5. Ừ. Thì em dùng đến bây giờ con đấy vẫn ok, vẫn còn tốt và còn bạn em muốn lấy lại thì em lấy lại. Đấy. Em bán cho bạn. Đấy em bán cho bạn thì em đổi sang con này. Cái con này của em là mua lần thứ hai. Và năm 2021 em cũng dẫn bạn em qua đây cũng lấy một con M18. Con đấy đặt bài em đặt lúc đấy là cũng hơn 100. Fan cứng của anh Quay đấy. Thì các bạn là ở Hà Nội Lab thì qua lần làm việc lần đầu tiên thì em cũng đã thấy là cái cách làm việc rất là rõ ràng. Thứ hai nữa là các anh trong quá trình mà mình mua hàng có cần gì support thì cũng rất là nhiệt tình. Vì thực ra như con này là em đặt hàng cũng đặt hàng từ tháng 8. Là em đặt một cấu hình khác. Nhưng mà qua cái đợt sale ấy thì lại có giảm cấu hình khác tốt hơn. Thì tranh thêm một ít là em quyết định là đổi. Thì khi liên hệ để các anh support thì các anh cũng rất nhiệt tình, rất ok thôi. Cái này em thấy là cũng là rất là ưng ý, vì thực ra là đi mua hàng thì khách hàng để mà có những cái nhu cầu đấy ở Việt Nam support thì không phải đơn vị nào không support những cái việc đấy, nó thuận tiện như thế. Đấy, thế nên là đây là lần thứ ba thì em mua máy rồi ở bên Hà Nội Lab. Đấy, trở lại cái con máy này là Alienware M16. Con này CPU của nó là i7 thế thứ 13 13700HX. Con này là 16 core này, 24 luồng. Con này là RAM 16GB, bớt của nó DDR5, 4008, ổ cứng SSD 1T, màn hình 16 inch QHD cộng. Con này là card RTX 4070 8GB. Đấy, tình trạng hàng là new. Cái giá ở trên thị trường nó ra nó khoảng là 44.500.000. Thì cái giá hồi đặt là 36.500.000, tức là rẻ được khoảng 39.500.000, rẻ được khoảng 5.000.000. Đấy. Thì hôm nay là rất là ngại là bạn là người khui thùng. Ok, đã mình đã quay khui thùng đây. Ok, chào anh em. Hôm nay mình lại trả một con Alienware. M16 G1. Tổng quan cái đơn này mình có chia sẻ lên trên trang ấy. Đợt hãng mà sell off là 600 đô, bây giờ vẫn đang giữ giá là 2.000 đấy. 2.000 đô thì đợt anh khách đặt mua tiết kiệm được tầm 600 đô. Bây giờ thị trường đang bán khoảng 45 triệu. Em này khách hàng mua chơi tới 40 triệu. 39.600. Tổng quan. Cũng như những video khui thùng bình thường này nó bảo vệ cái thùng này, cái hộp này. Mình nó sẽ nó chia sẻ cái cận cảnh. Nó phải bảo vệ cái mẫu mới này cho anh em xem. Còn review thì anh em phải xem trong link thôi, chứ không mua bài đen mới ra. Anh em cũng chưa được trên tay thực tế để mình chia sẻ cái trải nghiệm về cái cấu hình này. Qua một năm, cũng một năm một phiên bản. Và anh khách này hay lấy mà. Cái này là cái màu trắng, 18 trên kênh của anh. Đây, mẫu mới đây, tổng quan mẫu mới mình sẽ chút nữa mình sẽ mượn trên tay một chút để đi cận cảnh em cảm nhận được luôn. Dây này có điện không? Con này gọn hơn nhiều so với con này. Đấy là loa cả tản nhiệt luôn à? Chỗ này cả tản luôn. Đấy lên rồi đấy. Em đang ngoài. Thì giữ một lúc. Vâng vâng. Đấy, có thông tin hết. Đấy, cái số service tag em kiểm tra xuống ngoài thùng xem. Xuống ngoài thùng có cái vỏ thùng giấy đúng không nhỉ?